Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở ấp Lộ Ngang, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ở đây là có một miếng đất đang bán nên em có một cái căn biệt thự kiểu Pháp đang bán, thì em quay cho anh chị xem nha. Cái căn biệt thự mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị là cái căn màu đỏ này nè. Thì cái đây là cái con đường trước đất nè anh chị. Đường này thì xe vô rộng rãi nha anh chị. Đó. Thì cái khu này là cái khu biệt thự thự nè, nhìn rất là đẹp, không khí thì rất là yên tĩnh nha anh chị. Đó, chiều chiều ông ra đây ngồi ngắm cảnh cũng mát ha. Đó, anh chị nhìn xem này, cái căn màu đỏ em bán cho anh chị nè. Còn cái ở ngoài trước á anh chị là đường lộ nhựa 870. Anh chị đi qua bên cái con đường 870 đó là đường là thuộc về thành phố Mỹ Tho. Còn ở bên này là thuộc về huyện Châu Thành. Cái con đường 870 là nếu mà anh chị ở Sài Gòn về thì mình về tới ngã tư Đồng Tâm á, mình chạy thẳng là đường 870 nha anh chị. Này, thì cái căn biệt thự đang bán nè. Có sổ đỏ giấy tờ đầy đủ hết nha anh chị. Em sẽ cho anh chị xem sổ trước. Đây, ấp Lộ Ngang, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Diện tích miếng đất là 147m2. Đất ở tại nông thôn. Nhà ở thì nhà ở riêng lẻ. Diện tích xây dựng là 148.7m2. Diện tích sàn là 297.4m2. Thì đây là sổ nè anh chị. Bề ngang là khoảng 13m, bề dài là khoảng 13m luôn nha anh chị. Đó, anh chị nhìn xem. Bây giờ em sẽ dẫn anh chị đi vô tham quan cái căn nhà nha. Em thấy giữa hai cái căn nhà nó đều có một cái khoảng trống nè, cho mình một cái không khí rất là thoáng. Ở ngoài sau thì cũng còn một khoảng trống, rồi ở ngoài trước thì có một khoảng trống nè, có cây cốc đồ nè anh chị. Đó, này này, cái căn nhà của mình nè anh chị, nhìn rất là rộng luôn nha anh chị. Ở bên này là diện tích nhà giữ xe nè, rồi đi vô cổng chính nè anh chị. Đó, phòng bên kia, ở trên là người ta có cái sân thượng, người ta trồng cây cối đâu nè, có một cái vàng dây leo nữa anh chị, rất là thích ha. Ở ngoài trước này anh chị trồng thêm bông nữa là ngon lành luôn. Đó, này em dẫn anh chị vô nha. Đây, bên hông nè anh chị. Kiến trúc xây nhìn rất là thích ha. Đây, em sẽ dẫn anh chị vô bên trong nhà. Dạ, rồi khi nào chị coi được chị dạ. Khi nào coi được chị báo em trước xa xa lại em cho con nhà tới quay nha. Ở bên này nè anh chị là mình hướng đi vô phòng ngủ với vô phòng khách. Em sẽ dẫn anh chị vô bên này trước nha. Này, ở đây thì chủ tặng nội thất nha anh chị. Những bộ nội thất mà đi theo cái cơm lê của cái phòng á thì người ta sẽ để lại cho anh chị. Còn mà những cái lặt vặt thì người ta sẽ lấy đi. Ví dụ như ở đây nè, tủ lạnh rồi máy giặt đồ á, toàn bộ rồi để lại cho anh chị hết nha. Nguyên cái phòng này là để lại hết nè. Đó. Ơi, tủ lạnh này cũng ngon lành nha anh chị, đã luôn á.
bốn cửa. Này, ở đây có cái này là gì ta, bếp ga hả anh chị? Đó, em nghe nói là có máy rửa chén nữa, đủ hết. À, anh nói có máy rửa chén rồi có máy sấy nữa, hình như cái này là máy sấy nè anh chị, đó đầy đủ luôn. Nó con bé mở ga ra con. Cái này là tủ mình để đồ lặt vặt nè anh chị. Đây để cô kéo qua cho. Đó giỏi. Đó anh chị để đồ ở đây nè. Mình nhìn rất là lịch sự ha. Mình để xong rồi cái mình đóng lại. Ờ nhìn sang chảnh liền luôn. Thì cái nhà vệ sinh là ở đây. Ê quên, ở bên này là cái nhà bếp nha anh chị. Rồi thì ở bên này là cái phòng ăn nè. Đó. Có tủ kéo ra kéo vô luôn, có cái cửa kéo ra kéo vô luôn nha anh chị. Anh chị nhìn xem nè. Đó. Có kéo ra kéo vô luôn. Đó. Cái bộ bàn ghế này là toàn bộ để lại hết cho anh chị nha. Trừ cái tủ này thôi. Này. Bây giờ em sẽ dẫn anh chị qua cái phòng bên này nha. Đây là phòng à. Tắt đèn rồi. Mở đèn đâu? Này mở đèn ở đâu ta? Cái này là phòng họp nè anh chị. Nè mở đèn lên. Ừ. Ừ. Mở một lần thì nó là cái đèn xanh đi, sao em đã mở đèn xanh em cũng không biết nữa. Nè anh chị, đây là cái phòng họp nè anh chị. Phòng họp thì bộ bàn ghế này là để lại toàn bộ cho anh chị hết nha. Ăn được luôn nè. Đó, ngon lành luôn. Cái bàn xoay xoay đó anh chị rất là to bự luôn ha. Phòng họp thì cái người ta có treo tranh phong thủy nữa kìa anh chị. Đấy, cửa sổ nè. Ở đây anh chị mở ra được nha. Ở ngoài sau mình còn một khoảng nữa. Em sẽ mở cho anh chị xem. Ủa sao em mở không được ta? Đây anh chị nhìn xem. Đó. Có cái cửa sắt này luôn. Rất là an toàn ha. Đó anh chị nhìn xem. Ở ngoài sau cái căn biệt thự của mình đó là còn một cái khoảng trống nữa nè. Em thấy là trống là ngang cũng khoảng 3 mét đó anh chị. Rồi xây tường hàng rào kính lên nhìn rất là đẹp. Ở đây anh chị nào mà mình thích trồng cây nè, trồng rau đồ á, mình có thể trồng thêm ở ngoài này nha anh chị. Đó. Bây giờ em quay trở lại cái căn phòng của mình thôi. Đây. Có một cái phòng họp rất là đẹp ha. Cái căn biệt thự này nè anh chị là chủ kêu giá là 3 tỷ rưỡi đó anh chị, tặng nội thất luôn. Giá cả thì thương lượng nhẹ nha anh chị. Này, đây là nhà vệ sinh nè anh chị. Có cái phòng tắm luôn. Đó. Tủ luôn nè. Này, phòng họp thì ở đây. Nhà vệ sinh rửa mặt là ở đây. Thì ở bên này là phòng ngủ nè. Tắt đèn rồi. Đó, anh chị nhìn xem. Có đèn rồi có máy quạt luôn. Nói chung là anh nói với em là một số tủ bàn ghế với một số món đồ ở đây nè là đều là hàng nhập hết nha anh chị. Em thì em không có rành để mà tư vấn cho anh chị. Bây giờ em sẽ qua cái phòng bên này nha. Đó anh chị nhìn xem. Đây giường rồi nệm đồ cái nói là đều là hàng nhập hết đó nha anh chị. Có máy lạnh rồi nè anh chị. Có tới 4 cửa sổ lận. Này. Có bàn trang điểm nữa kìa anh chị. Đó. Toàn bộ rồi để lại cho anh chị hết nha. Theo một bộ của nó luôn á. Đó. Đó. Này nhà tắm. Trời ơi nó ở đây là nó có cái ổ điện luôn nè. Anh chị nào mà sấy tóc được, nhất là chị gái nữa sấy tóc được ngon lành ha. Đây, đây là cái bộ bàn trang điểm nè anh chị.
Rồi bây giờ em sẽ đi lên lầu cho anh chị xem nha. Em tắt đèn cái. Đó. Bây giờ mình lên phòng nha anh chị. Đây, giờ mình đi lên thôi. Này, đây là nhìn xuống cái căn nhà nè anh chị. Đây, đây là một cái căn phòng rất là rộng. Em nghĩ chắc là đây là một cái căn phòng để mình thờ đồ đó anh chị. Rồi, ở ngoài này là ban công nè. Này. Đó. Ở trên có mấy rèm che kéo ra kéo vô nữa anh chị. Xây rất là tiện nghi ha. Cái căn bên này là người ta đang xây dựng nè anh chị. Đây. Một góc trên cái ban công của mình. Anh Lâm anh ngồi coi bộ sướng ghê ha. Trời ơi. Đó. Em đi vô phòng tiếp cho anh chị xem nha. Đó, máy giặt rồi nè, mấy cái này là để lại hết luôn á anh chị. À 3,5 tỷ. Em thấy nội tiền đất mà thổ cư không ở, mà ở đây nữa. Lầu nhựa bự luôn đó anh chị. Rồi cái căn phòng này nữa. Trời ơi. Này anh chị nhìn xem. Hình như ở đây có cái nhà tắm nè anh chị ơi. Này cái gì ta? Có ai trong này không? Trời ơi em mở ra có ai chắc mệt luôn á. Hình như căn phòng này mở được nè. Nhiều phòng nhiều cửa quá. Này đây là một căn phòng nữa này nha anh chị. Đó. Mỗi căn phòng đều có một cái tủ đồ hết. Cái này là, cái này là dán hả ta? Này là dán. Đây cái trần nhà nè anh chị. Đó. Này nhìn rất là đẹp ha. Hai cái căn phòng nó nói liền nhau luôn kìa anh chị. Nó có cái cánh cửa. Này. Anh chị nào thích riêng tư thì mình đóng cửa này lại. À cái phòng này cho anh chị nào mà có hai đứa con thì mình ở sát sát nhau cũng ngon ha. Đó. Nè anh chị nhìn xem. Yeah, thử này. Ở đây còn một phòng nữa nè. Này. Wow, nhìn hết sảy luôn ha anh chị. Đó. Thơm quá, cái gì thơm quá vậy ta? À, nệm rồi giường rồi toàn bộ rồi để lại hết nha anh chị. Tivi thì ta ghen đi. Này, ở đây thì phòng này thì có cái tủ trang điểm nè anh chị. Trời ơi, cửa sổ rồi nè. Rất là thích luôn ha, em rất là thích cái màn này. Đó, anh chị nhìn xem. Ở đây có tới cái phòng có tới 6 cái cửa sổ hả ta? 1 cái cửa sổ nè anh chị, 2 cái cửa sổ, 3 cái cửa sổ, 4 cái cửa sổ, 5 cái cửa sổ. Không mẹ này không phải cửa sổ. À cái này là dạng tủ kính. Cái phòng này là chắc là cái phòng VIP nhất của ngôi nhà. Nhìn rất là nhiều cái góc độ anh chị xem. Đó, màn đồ đẹp quá anh chị. Em con gái rất là thích những cái phòng như vậy. Còn đây là cái hệ thống máy lạnh. À, chủ nhà nói với em là cái này nè, khi mà nhà mà có đông khách á, mình mở một cái là nó chạy hết toàn cái căn nhà luôn nha anh chị. Đó. Còn anh chị nào ở riêng lẻ thì mình mở máy lạnh từng phòng cũng được. Rồi thì em dẫn anh chị xuống đây coi cái nhà xe nữa. Còn bên giờ chắc không ngầu cái rất là không quen đi nha.
quay xong rồi. Dạ ok anh. Đây. Con này con gì à? Con này là con gắn gì ta? Ui ghê quá. Wow. Này. Ở bộ bàn ghế này là để lại phải không anh hay là dinh đi anh? À. Này cái nhà xe này anh chị. Nhìn rất là rộng nha. Ở bên này còn để lại cho anh chị một cái hồ cá nữa nè. Rồi cái hồ cá này là cũng dạng 10 triệu đến mười mấy triệu á nha anh chị. Cái hồ này chắc cũng cỡ 15 triệu đổ lại không ta. Đó. Anh chị nhìn xem. Thì xin nhắc lại với anh chị, cái căn nhà này bề ngang là khoảng 13 mét, bề dài là khoảng 13 mét. Giá của căn nhà là 3 tỷ rưỡi nha anh chị. Có giấy tờ, có sổ đỏ đầy đủ hết. Anh chị nào mua là mình ra công chứng thôi. Còn đồ đạc thì chủ nhà 3 tỷ rưỡi mà chủ nhà tặng nội thất cho anh chị nữa. Thì em thấy là em nghĩ là giá rất là ổn nha anh chị. Tại vì anh chị nghĩ xem cái căn nhà này xây không rồi chắc cũng, em nghĩ chắc xây chắc cũng cỡ 3 tỷ rồi hả anh chị. Em cũng không biết nữa nhưng mà em thấy bự lắm anh chị ơi. Xây căn nhà này rồi nội thất đồ chắc vẹn hết là cũng cỡ đó rồi, rồi giá trị đất nữa. Thì em thấy là cái căn nhà này giá cũng rất là hợp lý. Thơm, thơm thơm thơm. Cho nên anh chị nào mua căn nhà này thì alo cho em sẽ dẫn anh chị đi xem nha. Chủ đất thì đẹp trai, phong độ, vui vẻ. Chị gái thì dễ thương, vui vẻ lắm anh chị. Cho nên anh chị về, anh chị mua đây thì mình cũng có nhiều cái thuận lợi rồi. Rồi hàng xóm nữa nè anh chị. Ở đây thì em thấy cái khung cảnh nó rất là bình yên. Anh chị có thể tập thể dục ở ngoài này nè. Rất là ngon, rất là tuyệt vời để mình định cư. Rồi em xin chào anh chị nha. Bye bye anh chị.